Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mời các bạn cùng theo chân của mình để chúng ta cùng tham dự một lễ hội được tổ chức rất là lớn, hết sức hoành tráng và long trọng. Đó chính là lễ hội kết giới Sê Ma và khánh thành ngôi chánh điện mới tại chùa Sâm Rông Éc, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày, ngày 24, 25 và 26 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 2 năm Quý Mão. Và trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn những phần lễ quan trọng nhất trong 3 ngày lễ này. Phần thứ nhất đó chính là lễ các ban khánh thành, được diễn ra vào ngày đầu tiên tại khu vực phía lễ đài, phía trước chánh điện và trong chánh điện. Sau mỗi ngày làm việc thì đội nghi lễ, đội lễ tân sẽ có phần diễu hành quanh chánh điện để tạ ơn trời đất và các chư thần đã phù hộ độ trì cho buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đó là trở lại lễ đài để sư tổng kết, rút kinh nghiệm những ưu điểm và nhược điểm để làm tốt hơn cho ngày hôm sau. Ngày thứ ba là ngày rất đông đảo mọi người chờ đợi, đó chính là phần lễ diễu hành đá xi ma quanh chánh điện ba vòng. Đó là 9 viên đá xi ma được đội nghi lễ sẽ đi vòng quanh ba vòng tại khu vực chánh điện, sau đó là sẽ đưa vào chánh điện để thả vào 9 hố xi ma, sau đó là tiến hành nghi lễ kết giới xi ma và kết thúc buổi lễ. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video. Đây chính là buổi lễ các ban khánh thành được diễn ra vào sáng ngày 24. Trước hết, đội nghi lễ cùng với các sư đại biểu sẽ diễu hành từ khu vực lễ đài đi đến phía trước chính điện để tiến hành lễ các ban khánh thành. PT Chakasebo Chapadam Jayanta Pogiya Mole Sanchanang Nan. Thank you.
Đây là lễ diễu hành đá xi ma vòng quanh khu vực bên ngoài chánh điện. Phần diễu hành này được di chuyển trong 3 vòng. Sau đó là đá xi ma sẽ được chuyển vào bên trong chánh điện. Chính viên đá sẽ được thả vào chính hố xi ma, gửi đi những điều cầu nguyện ước muốn của mọi người đều được bình an, may mắn và làm ăn phát đạt. ดังแห่งนรุเสมาประทับสนจึงมิ่งระวังยืนเตรียมนาเตรียมจะจับดาวดังลังสมานอ่างนี้นะเตรียมมวยปีใบจับดาวจะยอมต่อโพธิธรรมและสังยานานาเทวานาเกวังเวงวิเชยโยเฮยยาม อปาระยะตัมปะลังกะไสเสปะตะวิโพกะเรกะเปเสเกสะปะปะเทนะกะกะปะตะปะมะตะสะนะมังกะลังปะปะเมกะสะหะเตสะสะคะโนสะโมหะตะยะสะยะกะปะมะจาระสะปะตะกะนะกะยะกะมังเวยะกะมังปะตะกะนะ
Thank you.
sau khi xong phần lễ kết giới Sima, đội lễ tân, đội nghi lễ sẽ tập trung khu vực phía hành lang để các sư tổng kết và tặng cho mỗi bạn một phần lì xì. Ở đây là phần lộc may mắn. Video chia sẻ các bạn buổi lễ kết giới Sima và khánh thành chính điện tại chùa Sâm Rông Éc, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Và đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.